Thưa quý vị, thưa các bạn, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, các mặt hàng thủy sản của Việt Nam như là tôm, cá tra, cá ba sa và các loại rau củ quả đã có bước phát triển tương đối tốt và có thế mạnh khi xuất khẩu sang Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện tại Việt Nam mới chỉ được phép xuất khẩu 5 loại hoa quả tươi gồm dừa, dứa, thanh long, xoài và chuối vào thị trường này. Do đó, để nông sản Việt Nam thâm nhập vào thị trường Hàn Quốc sâu rộng hơn, trong năm 2018, nhiều hoạt động xúc tiến thương mại sẽ được đẩy mạnh nhằm giúp các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm thị trường và bạn hàng. Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương cho biết, Hàn Quốc hiện đã là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Hoa Kỳ. Năm 2017, tổng kim ngạch xuất khẩu Việt Nam-Hàn Quốc đạt 61,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 41% so với năm 2016. Quý 1 năm 2018, Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc đạt 4,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy có mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng nhờ thực thi hiệu quả những cam kết theo Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc VKFTA từ năm 2015, nhưng các mặt hàng nông thủy sản của Việt Nam xuất khẩu vào Hàn Quốc vẫn ở mức khiêm tốn. Trong khi đó, trung bình mỗi năm Hàn Quốc chi ra khoảng 33 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu những mặt hàng liên quan đến nông nghiệp. Việt Nam cũng đã tiếp cận được với một số các cái thị trường lớn như là thị trường Mỹ với cả vú sữa này, hay là những cái thị trường của Bắc Âu. Và bây giờ thì đối với cả Hàn Quốc hay là Nhật Bản thì những cái chỉ tiêu của họ rất là cao. Thế cho nên là đây cũng là một cái thách thức và một cái rào cản rất là lớn đối với cả các tổ chức trong nước. Nhưng mà tôi tin rằng trong cái quá trình mà phát triển với cái xu hướng ở trong nước, bây giờ chính phủ cũng đang hỗ trợ rất là nhiều cho việc là đưa ra những cái tiêu chuẩn ngay ở trong nước thì nó sẽ dần dần đi lên. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nông thủy sản Việt Nam có thêm thông tin thị trường và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp phân phối Hàn Quốc, chuỗi chương trình giao thương doanh nghiệp nông sản Việt Hàn đã được Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, các doanh nghiệp đã giới thiệu trực tiếp những sản phẩm nông sản mà họ làm ra với hai tập đoàn bán lẻ và phân phối lớn của Hàn Quốc là tập đoàn K Holdings và tập đoàn Coupang. Tập đoàn của chúng tôi đang có nhu cầu nhập khẩu nhiều sản phẩm thuộc nông sản thủy sản của Việt Nam. Tôi đánh giá rất cao chất lượng 5 loại nông sản, đó là dừa, dứa, thanh long, xoài và chuối, hiện đang có mặt tại thị trường Hàn Quốc. Sản phẩm từ gạo đã đóng gói thành phẩm, đồ hộp, hải sản đông lạnh đã thành phẩm, hoa quả sấy khô hoặc là cung cấp đông là những mặt hàng quan tâm trong dịp này. Tham gia vào những cái giống như là cái xúc tiến, cái hội thảo xúc tiến thương mại như thế này thì nó sẽ giúp cho cái doanh nghiệp đó là tiếp cận trực tiếp được với cái nhà nhập khẩu Hàn Quốc. Năm nay thì hy vọng là cái sản phẩm đến được với thị trường Hàn Quốc là cho cái mảng sản phẩm là đã thành phẩm đóng gói rồi. Ông Bùi Việt Trường, Bí thư thứ 3 Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cho biết, các mặt hàng thủy sản Việt Nam đã có những bước phát triển tương đối tốt và có thế mạnh khi xuất khẩu sang Hàn Quốc như tôm, cá tra, cá ba sa cùng các loại rau củ quả. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo khi doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sản phẩm sang Hàn Quốc, không chỉ quan tâm đến chất lượng mà cũng cần quan tâm đến số lượng bán hàng. Đồng thời, mẫu mã bao bì cũng cần được chú trọng làm sao cho bắt mắt. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Hàn Quốc đều qua công đoạn kiểm dịch của chính phủ Hàn Quốc rất ngặt nghèo, nên các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý tìm hiểu kỹ các quy định của Hàn Quốc. Việc xuất khẩu các sản phẩm tươi khi mà sang, cũng như là kể cả các sản phẩm chế biến như sản phẩm đông lạnh hay khô thì đều sẽ phải qua cái công đoạn kiểm dịch của chính phủ Hàn Quốc, SPS. Thì chúng ta phải thứ nhất không chỉ quan tâm về chất lượng mà còn quan tâm về cả số lượng. Và bên cạnh đó thì là cái việc đóng gói bao bì mẫu mã và quy cách sản phẩm cũng là một điều cần lưu ý đối với các doanh nghiệp khi mà muốn xuất khẩu hàng của mình sang phía Hàn Quốc. Cục Xúc tiến Thương mại cũng cho biết, thời gian tới sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến xuất khẩu ra nhiều thị trường trên thế giới thông qua đa dạng các hoạt động. Riêng với thị trường Hàn Quốc, Cục Xúc tiến Thương mại tiếp tục tổ chức nhiều đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang thị trường này để thực hiện nhiều giao dịch thương mại, tham gia các hội chợ triển lãm chuyên ngành để tiếp cận trực tiếp với khách hàng tiềm năng, từ đó thu hút nhà nhập khẩu Hàn Quốc đến Việt Nam tìm kiếm nguồn hàng.